Hello, chào anh em của mình nha. Hôm nay lại là em Đoàn Hiếu đây nha anh em. Thì giống như mọi khi thôi, mình lên sóng thì mình chỉ lên sóng da dết cho anh em tham khảo thôi. Tại vì cửa hàng của mình là chuyên có một dòng một là da dết nha anh em. Mình bán có một dòng một da dết và những cái dòng xe limited, chẳng hạn như Dynamic chẳng hạn nè, mình có kèm theo. Và những cái dòng xe nào hiếm hiếm thị trường mình mới những dòng xe limited nha. Giống như con này Dream 50 nè, đó. Nhiều anh em cũng chưa biết, chưa thấy con này đâu. Bữa mình có một con chưa sang game mình đã nhận cọc rồi nha. Đó. Thì quay lại vấn đề chính thì giống như mọi khi lên sóng cho anh em tất cả đều là da dết hết. Thì xe thì chiếc nào cũng như chiếc nào à. Nhưng hôm nay mình muốn đề cập tới cho anh em một chiếc xe da dết, xe thùng lướt. Một chủ đập thùng xong rồi người ta chạy tới giờ luôn, mới có 3.000 cây rồi anh em. Xe cực kỳ keng, cực kỳ mới luôn nha. Đây, con này đây nha anh em. Con này là bản Mokita, phiên bản giới hạn 5.000 xe trên thị trường nha anh em. Thì 5.000 xe là con này là con thứ 2251 trên 5.000 chiếc. Nó có một cái logo nó và sổ hộp sách giấy chứng nhận của hãng nha anh em. Giấy chứng nhận của hãng nằm trong hộp nè. Con này mới chạy có 3.000 cây thì không còn gì để tả nữa. Lớp bắt buộc lớp phải theo xe, nhông sên dĩa tất cả đồ đạc là theo xe hết 100% nha anh em, không lai bất cứ mẫu nào nha. Đã là xe thùng lướt rồi thì không còn gì để tả nữa nha anh em. Đây. Quá đẹp luôn nha anh em ơi. Đó, mình sẽ quay chi tiết từng tỉ mỉ cho anh em ở xa tham khảo nha. Không còn gì để tả, để mình nổ cục máy luôn cho anh em nghe. Cái cục máy nó chắc cỡ nào nha anh em nha. 3.000 cây. Cái dàn hơi nó cực kỳ chắc luôn nha anh em. Đó. Anh em nghe cái dàn hơi đủ hiểu rồi nha. Không còn gì để tả nữa nha anh em. Nhông sên dĩa lớp bọng tất cả đồ đạc là theo xe hết nha anh em ơi. Đó. Đó. Con này đi xe thùng lướt 3.000 cây. Ngoài con này ra mình còn một bé nữa. Bé này là mang trên mình sẵn đây mình lên sóng với em con này luôn nè. Con này biển số Sài Gòn nè. Cũng là Movista 030 đầu luôn. Con này mình hỗ trợ cho anh em ngay chủ ký quyền nha. Mình không có anh em sang tên thì anh em nhờ đài sang tên. Con này là mang trên mình cái biển số Sài Gòn, vừa bấm số tháng 4 2024, giám định xác minh đầy đủ nha anh em nha. Đó, ký quyền cho anh em bao năm lưu thông toàn quốc, mất một định một với anh em. Con này bán cái giá là chỉ có 250 mấy củ thôi. Đặc biệt con này là có 4 món ăn chơi sẵn trên xe luôn nha anh em. 4 món ăn chơi sẵn trên xe. 4 món cũng mười mấy 20 củ rồi nha anh em. Còn lại cái xác xe còn có 230, bao cho anh em quay đầu, bao anh em trải nghiệm, bao cho anh em tất cả về mọi mặt pháp lý nha anh em nha. Đó, con này cực kỳ rẻ. Và ngoài hồi nãy mình đầu tiên mình lên con kia là lướt 3.000 cây, xe thùng zin, xe thùng lướt. Thì con này cũng là thùng lướt luôn nè anh em nè. Con này số series con này là 0804 trên 5.000 xe ở trên thị trường. Bản Movita phiên bản giới hạn, zin nguyên con, đầu nồi chưa đụng chạm nha anh em nha. Con này đi cũng khá nhiều, 11.000. Mang ra mình cái biển số Bình Dương AA, mới bấm số hồi mới lấy cào vẹt hôm nay luôn. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 2024, mới lấy cào vẹt hồi sáng này luôn. Ngay chủ ủy quyền ký công chứng mua bán, hỗ trợ rút gốc sang tên toàn lãnh thổ Việt Nam, số hộ số máy zin theo nhà sản xuất. Anh em biết rồi, da dết là mang trên mình cái biển số Bình Dương mà 2024 là xác minh tận gốc nha anh em nha, xác minh tận gốc.
pháp lý là trọn đời đó. Rồi anh em nào quan tâm những cái dòng xe Gia Z, những dòng xe limited này thì cứ ghé cửa hàng của em tham khảo nha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Ngoài bản Movita ra, bên em còn bản thường 18, 19, 20 đầu cho anh em ghé lựa, em giá tầm khoảng cỡ 34, 36, 37 ăn lên. Và con đen kia là limited nha anh em, full đồ. Rồi cảm ơn anh em, chúc anh em một ngày mới an lành.